pasando. Trời ơi, tôi thui chị em hồi nào cũng có tâm trạng hết. À phải không? Em đang quay. Quay chị được không? Được. Hả? Nó nói là không hoa rồi kìa. Gì chứ, điện thoại gì? Mưa ấp bồ đi đạo cái này nó không có đâu xẻ gì đâu xài của nó đó đã chỉnh rồi. Cái này nó đẹp lắm, cái này mở mấy sắp thi rồi em cứ học hành như thế này. Quay được rồi không? Đâu có sao không? Gì chụp hình gì? Chụp hình mà đâu có nghe gì đâu mà. Cả thầy kia chụp hình quay phim YouTube. Chị học cái đó chưa? Chưa phải không? Có tới hả? Ghê vậy trời. Good evening guys. Oh, đổi phòng rồi. Yes, you're gonna be all okay. Okay. Cô bận á. Okay.